Chào mọi người. À, có bà chị mời đi ghé thăm, mời đi ăn mà bây giờ thì cái không biết kiếm gì cho bà ăn hết á. Ở Việt Nam mình thì chán thiệt, đồ đông lạnh còn khó ăn, không biết ăn gì đây. Hello, có ai ở nhà không? Đây mọi người, đây là Thái Quan đang đứng ở trên đường Trường Chinh. Đang ghé qua Trường Chinh với Cộng Hòa, đối diện đó là cái siêu thị Go ngày xưa đó là XC á, và bây giờ là Go ha. Người thân đi lâu lâu gặp mặt ra cửa chưa biết ăn gì. Kiếm ba cái đồ đông lạnh ăn để coi cho nó rẻ tiền á, chứ đâu biết ăn cái gì đâu, đúng không? Lâu lâu ghé chơi chứ có tấm lòng thôi, chứ dưới là mời đi ăn là được rồi, chứ còn đồ cao sang đi từ đâu ra có, đúng không? Đây thì mình tới đây thì kiếm đồ đông lạnh đồ bạn ăn thì nhân tiện thì tôi quán thì review cho người xem ở Việt Nam á, ở Việt Nam mình hiện tại dân sống thế nào vào những cái ngày gọi là nó cuối năm như thế này. Chào anh Lê Văn Bắc, nay đưa người nhà đi kiếm đồ đông lạnh ăn anh ơi, chứ lương ba cũ ba đồng là chỉ có tiền ăn ba cái đồ cao sang. Thì nhân tiện đi review cho mọi người xem luôn, coi không khí cuối năm nó như thế nào, để coi ai kia có nhớ nhà không, nhớ Việt Nam không nữa. Có rộn rộn vào những ngày cuối năm thì ở đây thì em đang sướng gì anh, đồ đông lạnh không tiền ăn nữa. Em đang ở cái quán Giang Ghẹ nha, này đó thì sẵn review luôn coi người dân Việt Nam cuối năm như thế nào, họ ăn uống ra sao. Chào anh Tự Sĩ Nhất. Thì đó, Tự Nhất mình thì anh đây thì lương hai củ chín, hai củ tám, ba củ gì đó, đâu có tiền đâu mà ăn đồ cao sang nhất, cho nên là đi kiếm đồ đông lạnh ăn thôi. Mà đồ đông lạnh đây ngộ lắm nha anh Nhất với anh Bắc nha. Chắc giá nó rẻ hay sao á, toàn thấy ô tô đi ăn không, mình thì đi bộ gần chết. Mà đặc biệt đồ đông lạnh này nó lạ cái là như là khi mà nó xả đông ra đó, thì người ta xả đông ra người ta thả vô hồ nước á, thế là nó bơi lại à, kỳ vậy á, sao thứ mạnh. Thì đây mọi người, để thầy quay ngay cho mọi người xem sơ cái khung cảnh của quán Giang Ghẹ nha, nằm ngay góc Trường Chinh với Hoàng Thù đó. Mọi người nhìn xem là người dân Việt Nam như thế nào, chọt gì đâu, thử nhất em nói thiệt mà, đồ đây toàn đồ đông lạnh không à. Mà lạ lắm, lên đây nè, người ta thả vô nè, đó thả vô là nó bơi nè, thấy không đó, dễ thương không đó. Tiền đâu ăn nhiều anh, ghẹ thì có nhiều 299, có nhiều 300 đi đó, 300 ghẹ lại một á, ghẹ lại một còn tôm tích thì 650 à, 650, còn đây ghẹ lại hai nè, vậy là hai thì chỉ có 250 với 250 ký giá sống, còn chế biến thì 287.000 đó đó. Đồ này nhá, toàn là đồ đông lạnh không nha, chứ không có tiền đâu ăn đồ hải sản tươi sống, nhưng mà cái đồ đông lạnh ở Việt Nam mình nó lạ lắm,
thả vô nước cái là nó bơi lại là nó sống lại chứ không phải là như mấy cái xứ khác mà đồ đông lạnh mà nó đông cứng nó chết queo đâu, không có đâu. Ừ, đây là tôm gì? Tôm hùm bông. Tôm hùm Alaska hả? Con thịt không thôi, có gì đâu. Nó không có chân á. Con kinh ráp hả? Chào Hòa Bình, sang đâu sang em. Trời ơi, bốn mấy năm để dành tiền, bốn mấy năm nay mới có tiền đi ăn bữa đây chứ, chứ đâu phải là lúc nào cũng có sẵn đâu, phải không? Lúc nào cũng có sẵn đâu. Khổ vậy á. Để mà anh có mà ăn bữa ăn năm nay á, là anh có thể để dành tiền coi như là bốn, nếu mà tới 34 năm tới á, là tròn 49 năm á. Còn mình hoài đúng không? Nên là thông cảm đi, không phải sang đâu, tiền đâu cũng sang. Mình cũng phải đi ăn cho biết với người ta đúng không? Chứ để một câu người ta nói ở Việt Nam gì đâu, không biết con này không biết cái kia. Đó, không biết cái này không biết cái kia. Ai da, là bào ngư mọi người. Bào ngư đây thì chỉ có 80.000 con à. Đây nè, thầy Quang lấy cho mọi người xem. Đó, thấy không, đồ đông lạnh nha, nhưng mà thả vô đây là nó bơi lại à, kỳ vậy đó, nó lạ, nó khác mấy cái đồ xứ khác. Bào ngư này là ở đâu chị? Em không rõ. À đó, còn đây cua thì 400 mấy, so với đồ mấy đồng rẻ hả anh nhớ anh sĩ? Đúng rồi, đối với họ rẻ chứ đối với anh em mình bên này khổ tới mồ. Tiền bạc đâu dành dụm mà 4 năm, 40 mấy, 50 năm trời mới có tiền đi ăn bữa. Đó không? Đây thì cá tầm. Cá tầm bán phần nha. À, một phần của con cá tầm là 154.000. Còn cái lẩu thì là 193. Đó. Và toàn bộ thì nó rồi, tôi quá nó rồi. Lạ lắm, thả xuống đây là nó bơi à, là nó sống lại à. Đó, đông lạnh ở đâu không biết, nhưng mà cứ thả ở đây là nó bơi lại à, nó sống lại à. Đó. Thì đó, như cô đi ăn. Cười gì anh bắt? Em nói không đúng hả? Đó. Bữa nào anh bắt về, anh bắt chào an ninh mạng lâu lắm rồi mới gặp. Bữa nào anh bắt về, anh bắt thấy không? Đây là nó bò nè nha. Đó. Bào ngư cũng đó, bào ngư còn sống bò nha, đây nè, đó, nó còn chút nhích này nha. Đó, chứ từ Quang không có nói đùa đâu. Đồ đông lạnh. Nhưng mà không biết là cái xuất xứ từ đâu mà nó lạ lắm. Cứ thả xuống nước là nó bơi. Thì thả xuống nước là tự nó rã ra không có bơi à. Chứ đâu có tiền đâu ăn ba cái đồ cao sang lắm. Vậy đi. Cố gắng đi. Bây giờ sao? Ủa là con kinh ráp nè. Kinh ráp này ngọt, tức là con ngọt rồi á, thì họ sale họ bán rất là rẻ nha, thì nó là 795.000 ký đó. Con nào mà nó ngọt rồi á, đây con này thì ngọt rồi nè, đúng không? Hết chút nhích rồi, đơ rồi à, đó thì rẻ hơn, nhưng mà còn tươi thì nó mắc hơn. Bởi vậy em nhất thấy không, anh em mình đâu phải sướng đâu, mấy ông bên kia cứ tưởng anh em mình ở đây sướng lắm, lương ba củ ba đồng làm gì có tiền ăn, phải dành dụm mấy chục năm trời mới ăn được đó. Cũng tích là nhiều khách mua hết rồi, còn con à, chắc là nhà họ chuẩn bị họ đưa lên thêm. Đây là con ngao hai cồi, con này ăn ngon, con này mắc này mà hấp lá quế á, hấp thái á, thơm ngon. Đó, ốc thương thì chỉ có 400 thôi. Đây là ốc thương nha, thương lớn nha, con lớn nha, size lớn nha, chứ không phải size nhỏ nha. Đây, thấy chưa? Đó, size lớn à, 400 kg. Cái này là size lớn nhất chưa anh? Chưa anh, cái này mới size đều, có cái này là 6-7 con thôi. À, 6-7 con kg à? Đây thì móng tay chúa, sầu huyết. À, sầu huyết nè, sầu huyết là cũng 300
móng tay chúa thì cũng cả 300 đó, nói chung là giá nó xem nhau á, đúng không? À, đây tha hồ lựa nha, về sò mai, sò mai với hào đá là có sò sò lông, đây sò lông luôn, toàn bộ là từ rồi. Hello, anh chào Quý Dung, chào Quý Dung nha. Còn đây, đây kinh ráp thì nó còn bơi nè, đó, thấy không? Đó, lạ ha, thấy anh bắt thấy không? Lạ ha. Nếu mà con xuất xứ con kinh ráp này là đâu đó từ tuốt Alaska, Alaska gì đó đúng không? Đó như anh nói, bởi em đâu có nói xạo đâu. Ở Việt Nam chỉ ăn đồ đông lạnh thôi, nhưng mà hay lắm, rồi về thả vô hồ cái nó bơi à, kỳ, là kỳ á, đó, là kỳ. Đây họ quảng cáo luôn là lời ngay một kiện. Nếu mà mình mua từ 2,5 kg con kinh ráp trở lên. À, cái giá của nó một ký nó là 1,5 triệu đúng không? 1,5 triệu, nếu mình mua 2 kg trở lên đó, thì họ sẽ đao giá xuống, đao giá xuống. Và đây là con tôm Alaska nhỏ, bán nhà họ khoảng 950 một ký. Đúng rồi anh Bách, em nghĩ anh cũng cày sâu quốc phẩm lâu năm lâu ngày và anh thử một bữa cho biết với người ta đi, đúng không? Để người ta nói, người ta khoe hoài mình không biết như thế nào là kinh ráp, thế nào là Alaska, bắt phải không? Quê lắm anh Bắc ha, quê chứ bộ. Người ta ở bên bển, người ta lên, người ta live stream, người ta khoe, người ta ăn Alaska rồi đồ đông lạnh gì, đồ tôm hùm gì đó, rồi tụt đúng mít. Nhưng mà họ đồ của họ đông lạnh thiệt, đồ bên họ là đông lạnh, gọi là mình gọi là đông lạnh xịn hơn anh Bắc, đông lạnh xịn. Còn ở Việt Nam mình cũng đông lạnh, nhưng mà như đông lạnh nó giỏm á, đông lạnh kỳ, đông lạnh gì thải nước cái bơi chơi ai đúng không? Đó, sò đẹp Hokkaido, bò ghê không? À, cỡ 550 ký, lương ba cụ anh sang thế, đâu có Nguyễn Dung anh nói rồi, lương ba cụ mà anh dành dụm đâu là 48 năm nay gần 50 năm anh mới dám đi ăn bữa. Thì như nãy anh nói với mọi người á, đúng ra là để dành tới ngày 30 tháng 4 năm 2024. 49 năm và tròn 49 năm để đi ăn để kỷ niệm, nhưng mà như số 49 nó không đẹp lắm, Nguyễn Dung biết không, cho nên thôi lỡ dành dụm mấy chục năm rồi, ráng đi ăn bữa cho có với người ta cho biết đi, chứ để công mà người ta nói cái gì ở mày cả đời ở Việt Nam làm gì biết được khu Quỳnh Đế, làm gì biết được kinh ráp, rồi làm gì biết được tôm hùm Alaska, nghe nó quê Nguyễn Dung biết không, nghe nó mắc cỡ lắm, nghe nó mắc cỡ ngại lắm, nên thôi kệ, sẵn nay Tết thôi đi ăn luôn, nhân cho biết, biết để sau này có biết đường, ví dụ có gặp á, thấy không, có gặp mà biết đường nói với người ta chứ. Ừ, là thí dụ như là con kinh ráp này nè, thì nó có mấy càng, nó có mấy cái chân, đúng không, rồi cái chân cái càng nó làm sao đó, thấy không, hoặc là cái con tôm hùm Alaska đó thì nó có mấy cái râu, đúng không, có mấy cái râu đó, có mấy cái đầu. Nhiều khi mình không biết, nhiều khi biết đâu tôm hùm Alaska ở Việt Nam có 2 cái đầu đó, 3 cái càng sao, đúng không? Đó. À, thì lần nữa thưa quan xin giới thiệu lại, đây là cái nhà hàng hải sản thuộc hệ thống của Giang Ghẹ, Giang Ghẹ. Thì hôm nay thưa quan ghé vào cái địa điểm ở đường Trường Chinh, ngay mũi tàu Trường Chinh với lại Phan Văn Thụ. Ê, xin lỗi, Cộng Hòa, Cộng Hòa. Đó thì đi nhân tiện thôi, review cho mọi người xem, đúng không? Cũng khuyến khích mọi người, sao mấy ông nào dành dụm tiền được 40 mấy 50 năm gì đó, phải không? Thôi tới ngày lễ kỷ niệm ăn cho biết cho người ta đi, chứ đã câu mấy anh bên kia cười á, mấy anh bên kia mình cười người dân Việt Nam mình á, Nguyễn Dung không? Bảo là người dân Việt Nam mình làm gì có cửa, ăn con này làm gì có cửa, biết con kia rồi đó, phải không? Thôi cả đi ăn lần cho biết đó. Đây con phùng bâm nha, thấy không? Thì chuẩn bị xuống cái review này thì đây thì quan sẽ quay lại toàn cảnh cái xem đó.
rất là rộng nha, rất là rộng. Thì qua cái nội dung review hôm nay chắc mọi người nhìn qua thì cũng thấy rồi đúng không? Review qua nó mình nói, nếu mà ở một cái đất nước mà nó không được ổn định, nó cái này cái nọ cái là nó chai, thì liệu người dân á họ có được an yên để đi gọi là ăn uống với gia đình, với người thân, với bạn bè như thế này được hay không, đúng không? Và cũng nhân tiện đây thì cũng nhắn nhủ với mấy anh bên kia đó, thì mấy anh bớt bớt đi nha. Cái gì trên thế giới có là bây giờ Việt Nam có, đúng không? Cái gì trên thế giới có bây giờ Việt Nam có, thậm chí á những cái đồ mà có mặt ở Việt Nam đó, nó còn xịn hơn. Cái này thôi qua không bóc phét đâu, mà thôi qua nó đúng sự thật. Đó là gì? Bởi vì các quốc gia khác á thì họ cái hàng xuất khẩu thì mọi người biết rồi, tức là gì? Họ xuất khẩu qua Việt Nam, đúng không? Họ xuất khẩu qua Việt Nam thì chắc chắn một khi hàng đã xuất khẩu rồi á thì họ phải lựa những cái mặt hàng nào đó nó có giá trị và nó có chất lượng cao thì họ mới xuất khẩu được, đúng không mọi người? Thấy không? Còn số lượng thì tôi qua chưa nói tới, tôi qua mà nói, mà tôi qua nói riêng nha, là có hay không có, đúng không? Đây, có những người dân họ không vào ăn ở đây, họ không vào ăn nhà hàng thì họ ví dụ như vợ đứa con chiều bà đó, hai vợ chồng trẻ thấy không, đó, chiều bà thì tấp vào ghé mua cái món nào đó, mua cái mặt hàng nào đó và khi nhà quán chế biến và sắp về nhà cùng ăn với gia đình họ, mọi người như vậy nó có yên ấm ập hạnh phúc ập, đúng không? Qua hạnh phúc rồi còn nữa muốn gì nữa nha. Thì đây thì qua sẽ đi vào bên trong quán được một em cái lượng người họ người dân á, họ vào họ ăn uống như thế này cũng ra sao đó, rất là đông, quán rất là rộng nha mọi người, cho mọi người thấy những cái gì thực tế nhất, những gì thực tế nhất của sống người dân ở đây. Rất là đông, gần như là kính bàn, còn với phòng trên lầu nữa, mấy phòng VIP nữa, mấy phòng VIP, đúng, đó, những phòng VIP, rất là đông. Vậy ha mọi người ha, đó thì quan sẽ review sơ vậy thôi, mọi người xem, rồi, mọi người biết thêm. Ha, lần nữa là mọi người đừng quan nói lại, mình người Việt Nam mình chỉ ăn đồ đông lạnh thôi chứ làm gì có tiền ăn ba rượu đi sống, đúng không? Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ạ, bye bye.